Chào tất cả anh em đã quay trở lại với Lạc Mamba Venture thì mình là Roshima Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với phân tích uh, kỹ thuật ở trên chạc thị trường crypto nhé anh em Thì đầu tiên chúng ta sẽ tới cái chạc Total Market Cap Thì uh, như anh em có thể thấy trên màn hình thì sáng tối ngày hôm qua ở khu vực trước từ ngày 2 cho tới ngày 3 ngày 4 thì và sáng ngày hôm nay thì đây là một cái khu vực mà nó đường giá nó đang bắt đầu xoay quay và tạo một cái xu hướng phân kỳ rồi nha anh em thì ở như ở trên màn hình anh em có thể thấy là ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có một cái cú rack out khỏi trên line thì đây có thể là một cú bắt test nha anh em đấy đây là một cú bắt test về lại cái vùng ít nhất là cái vùng ema ema 89 này này đó là vùng 2.084 thì đây có thể là một cú backtest nhẹ về đây trước khi là chúng ta tăng, tăng tiếp trong thị trường tăng tiếp tại vì uh, trước đó thì em cũng đã nói là đây là một cái xu hướng break out khỏi cái trên line xu hướng giảm dài hạn ở chung hạn ở trên khung h4 đây thì đây là sẽ là một cú bắt test về cái đường như ở khung h1 đó là đường 89 và khung khung h4 đó là đường 34 này nè anh em thì đây sẽ là một cơ hội để chúng ta có thể vào hàng anh coi nhé anh em như cái plan phía trước đó mà mình có đã nói với anh em rồi từ buổi từ cái video trước rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chặt btc thì chặt btc cũng như vậy nó đang đang có một khu vực phân kỳ là anh em nó đang có một khu vực phân kỳ và nó đã bắt đầu rất ao xuống thì ở thời điểm hiện tại khi mà đường giá nó chạy tăng lên như vậy thì cái đường MA của mình nó nó cũng đã đi tăng lên ở khung H4 này rồi. Và trong ngày hôm nay có thể là chúng ta sẽ thấy được cái giá là 46k nha anh em. Thì ở cái vùng này thì đây là một cái vùng khá là tốt để mà chúng ta tạm thời chúng ta sẽ sẽ có thể là bắt bắt vào lại anh coi được. Khi mà tức rất nhiều anh coi nó đã bắt đầu rất out ở trên line và đang đợi một cú test thì ngày hôm nay chúng ta đang có một cú test của chạc total market và chạc BTC nhé anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chặt BTC dominant. Thì cái chặt BTC dominant trong vòng ngày, trong ngày hôm qua đã có một cú break out, đã có một cú break out xuống trendline và đường giá giao dịch trong ngày ở trong ở khung H4 ở ngày hôm qua ngày hôm qua là giao dịch dưới đường MA34 và đường 89 và ở thời điểm hiện tại đang có một cú bắt test lại thì đối với mình thì đây là một tín hiệu khá là tốt khi mà cái plan của mình nó 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 vẫn được ủng hộ và nó bắt đầu nó rớt xuống nhưng mà chúng ta chúng ta vẫn vẫn nên đợi mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ có một cú rất ao nữa khỏi cái trên line và hiện tại nó đang nó đang được ủng hộ này thì nếu mà nó rất ao thêm một cái trên line này nữa thì đây có thể là một cái xu hướng xuống xuống sẽ sẽ là một cú một cái xác nhận để mà xu hướng xuống dài hạn của BTC Dominant nó được ủng hộ tiếp tục nha anh em. Còn thời điểm hiện tại thì đây có thể là cú test hoặc là nó có thể rớt đỉnh này lên cái vùng 43 43.6 trước khi là nó tiếp tục rớt. Thì ở thời điểm hiện tại mình vẫn cần một cú rớt ao xuống nữa thì đây có thể là một tín hiệu để mà anh em chúng ta có thể hôn anh coi dài hạn được. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chạc USDT Dominant. Thì cái chạc USDT Dominant này sẽ cho chúng ta Thông tin đó là sau cái sau khi mà đường chạc chúng ta thấy là nó nó đi trong kênh giá và ở thời điểm hiện tại từ ngày 1 cho tới hiện tại đó là cú rack out rack out khỏi cái kênh giá thì đây có thể cho chúng ta là dòng tiền của thị trường crypto nó đã đẩy từ USDT vào BTC và Ancoin nha anh em và và thời điểm hiện tại chúng ta đang thấy là nó đang có một cú backtest. Đây là cú backtest đầu tiên sau khi mà breakout khỏi đường, breakout khỏi kênh giá nha anh em. Thì thì như mình đã vẽ từ cái video trước thì mình đang kỳ vọng cú out cú backtest này để mà vô hàng anh khôi. Thì ở thời điểm hiện tại mình xin tổng hợp lại đó là chúng ta sẽ đợi cú backtest này và chúng ta sẽ vào anh khôi nha anh em thì nếu mà tính ở trên giá BTC thì nó sẽ khoảng khoảng là 46.000 tầm trong vùng giá 46.000 nha anh em có nó có thể trên lệch vài trăm đô đấy thì anh em có thể là canh bắt bắt vào anh coi hoặc là như anh em nếu mà anh em không muốn canh ấy, thì có thể là theo kèo trên channel Black Mamba Venture trading nha anh em Ok cảm ơn anh em đã xem hết video phân tích của mình nếu mà anh em thích thì hãy like share video nhé và nếu mà để mà xem những video tiếp theo hoặc là những buổi live stream về cuối tuần của nhóm thì anh em hãy ấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để mà có thể nhận được video sớm nhất chúc anh em một ngày giao dịch thành công nhé